Nói đến tình mẹ thì trên thế gian này không có thứ tình nào mà chúng ta có thể so sánh cho được. Một nhà văn đã làm sống dậy cái thứ tình cảm ấy trong ta một cách vô cùng ý nghĩa như sau: ta còn có mẹ, mẹ hát đưa ta tiếng hát xa xưa buồn quá đỗi, nhà ai giả gạo trưa hè. Câu hát ngày xưa chín vàng chín đỏ, 30 tuổi đầu lăn lóc đông đưa, 30 tuổi đầu mẹ còn coi nhỏ, đưa cho con từng trái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ còn vuốt tóc, người biết không ta khóc tự trong lòng. Cho nên một nhà thơ khác đã nói rằng là năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, yên lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Chuông chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ là mất cả cuộc đời. Còn mẹ là còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cũng cùng đi. Mẹ ơi con chẳng còn chi, bơ vơ giữa chợ khi đi lối về. Cho nên cái câu xưa thường nói rằng là trên thế gian này không có cái tình nào bằng cái tình mẹ. Vì tình mẹ là cái thứ tình mà nó có trong ta từ thở tượng hình đến với ta qua hơi ấm thịt da, qua bàn tay trìu mến, qua dòng sữa bổ dưỡng và qua giọng hát ngọt ngào. Ngồi nhìn trẻ thơ mấp máy đôi môi gọi tiếng mẹ mà ta đã sung sướng cả trong lòng. Cuộc đời của người mẹ khi đứa con sanh ra mà biết bập bẹ kêu tiếng mẹ thôi, thì đối với người mẹ đó là một cái hạnh phúc và sung sướng nhất, hơn là được vàng bạc châu báu nữa. Cho nên bổn phận làm con phải tích cực đáp đền. Nếu không biết tích cực đáp đền công ơn của cha mẹ là vô nhân, mà là vô nhân là vô nghì, mà vô nghì còn thua các loài cầm thú. Bây giờ các loài cầm thú nó còn biết đâu là cha mẹ nó, mình là con người mà mình không biết được thì mình còn thua các loài cầm thú. Vì vậy đối với cha mẹ, sống thì phải phụng dưỡng tôn thờ, chết thì tưởng niệm vọng bái. Đó mới là đạo hiếu của người làm con. Xin hết.